thí sinh Hoa hậu chuyển giới Việt Nam gây bức xúc vì trả lời ngông cuồng, kiểu này ô út tốt quá. Từ nhân vật được yêu thích nhất, Đăng Tiên khiến khán giả phải quay xe sau khi phỏng vấn kín với Hoa hậu Hương Giang. Vừa qua, tập 6 của cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023 trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng sắc đẹp VBiz với hai phần thi, phỏng vấn kín với mặt mộc và trình diễn trang phục dân tộc. Tại phần thi Solo Interview, top 12 thí sinh buộc phải đối diện hàng loạt câu hỏi từ 12 vị giám khảo khó tính để thể hiện bản lĩnh ứng xử cùng với tư duy nhảy số của mình. Đây được xem là khoảnh khắc quan trọng nhất để quyết định ai trong số dàn người đẹp có thể chạm đến chiếc vương miện danh giá. Thí sinh nhận được nhiều ủng hộ từ phía cõi mạng, nhất là Nguyễn Đăng Tiên đến từ đội huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa. Xuyên suốt quá trình phỏng vấn, mỹ nhân đến từ Bắc Giang đã thể hiện tốt với thần thái tự tin, trả lời mạch lạc. Tuy nhiên, cô nàng lại gây thất vọng chỉ vì một nói thiếu suy nghĩ của mình. Cụ thể, giám khảo Hương Giang đã đặt câu hỏi: bạn nghĩ sao khi người ta nói cuộc thi Hoa hậu chuyển giới là một cuộc thi tao làng? Đăng Tiên không ngần ngại trả lời: thì em nghĩ rằng suy nghĩ của họ là ao làng. Ngay lập tức, thành viên của đội Bùi Quỳnh Hoa bị ném đá vì câu trả lời kém tinh tế của mình trên sóng truyền hình. Nhiều người cho rằng, đối với vị trí là một thí sinh Hoa hậu, Đăng Tiên không nên thể hiện cái tôi quá mức trong phần ứng xử. Điều này ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cô nàng trước khi đêm chung kết diễn ra. Một số ý kiến thắc mắc tại sao Đăng Tiên không đưa quan điểm để thuyết phục khán giả rằng cuộc thi mà mình đang chinh chiến không phải tao làng, mà lại chọn cách thẳng thắn công kích họ. Nguyễn Đăng Tiên, 24 tuổi, đến từ Bắc Giang, đang là thí sinh được kỳ vọng có thể trở thành tân Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023 sau khi vượt qua nhiều thử thách do ban tổ chức đưa ra. Chưa kể, cô nàng cũng là một trong những chiến binh sở hữu nhan sắc nổi bật nhất tại mùa giải năm nay.